Đây là một con chip đã tạo nên nhiều huyền thoại. 16502, CityCup dựa vào nó để khởi nghiệp. Máy chơi game Nintendo FC và từ điển điện tử Văn Khúc Tình cũng từng gây sốt nhờ nó. Là một CPU 8-bit ra mắt vào năm 1975, cứ mỗi thập kỷ, nó lại tạo nên những kỳ tích mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Rốt cuộc, làm thế nào để nó đạt được điều này? Hãy cùng xem CityCup nói gì. Năm 1976, CityCup trẻ tuổi cùng bạn bè mình đã chế tạo máy tính Apple trong gara tại nhà, sử dụng 6502 cùng với bo mạch phát triển cây ARM tương thích với nó. Trong hơn 10 năm sau đó, máy tính Apple bán được hơn 5 triệu chiếc, trở thành thùng vàng đầu tiên trong cuộc đời của các và đặt nền móng cho đế chế thương mại Apple. Lúc này, 6502 giống như men nở, còn thị trường điện tử cuối thập niên 70 giống như một khối bột 30 độ C, nơi các máy tính vi mô dựa trên 6502 mọc lên như nấm sau mưa. Những thiết bị nổi bật như Atari 2600, Apple II, máy Nintendo, NEC Famicom, Commodore 64 và BBC Microsoft đã khiến máy tính vốn trước đây chỉ dành cho quân đội, doanh nghiệp lớn và các trường đại học trở nên phổ biến trong các gia đình. Năm 1990, Nintendo Famicom tiếp tục sử dụng kiến trúc 6502 với xung nhịp 3,6 MHz và bộ nhớ tối đa được nâng lên 16 MB, trở thành ký ức tuổi thơ của một thế hệ. Đến năm 1997, 6502 một lần nữa tạo nên huyền thoại. The New York Times sử dụng từ xâm chiếm để miêu tả cơn sốt của một thiết bị điện tử, đó là trứng thú cưng. Đây có thể xem là tiền thân của các trò chơi nuôi thú ảo, cho phép người chơi tương tác, cho ăn và chơi trò chơi với thú cưng điện tử trên một màn hình pixel nhỏ. Con chip 6502, khi đó đã hơn 30 năm tuổi và có giá rẻ như cho, đã được tích hợp trong thiết bị này, góp phần vào doanh số khổng lồ 40 triệu chiếc trong 2 năm. Đầu những năm 2000, 6502 lại phát huy tác dụng, lần này là trong thị trường từ điển điện tử. Mặc dù các máy tính cá nhân như 486 và 586 đã trở nên phổ biến, từ điển điện tử Văn Khúc Tinh vẫn tận dụng sức mạnh của con chip 8-bit này để trở thành sản phẩm bán chạy, tạo nên cú hít trong thị trường ngách. Qua từng thời đại, 6502 luôn tìm được chỗ đứng của mình trong các thiết bị và ứng dụng khác nhau. Có lẽ, đó chính là sự kỳ diệu của con chip 6502.